máy sấy 16 thay model 2020. Thì kích thước máy này là cao là 62, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 53. Máy có tổng cộng 16 thay, công suất điện là 1053 W. Khay lưới là bằng chất liệu bằng inox 304. Máy có khả năng là sấy tất cả các loại sản phẩm thực phẩm, từ rau củ quả thịt cá cho tới các loại hạt vân vân. Thì máy thì điều khiển bằng điện tử nên gì sẽ điều khiển chính xác được cái nhiệt độ, thời gian. Đấy. Máy được bảo hành 18 tháng, thì khi nào mà cần linh kiện thì mình sẽ gửi linh kiện cho các bạn. Tổng quan của cái máy.